Em mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Em mến chào cả nhà nha. Thì hôm nay mưa gió quá cả nhà ơi, em không có quay được cái video cho cả nhà mình xem cái cảnh hai chồng em thăm được cua nó được sướng mánh như vậy. Thì hôm nay em quay lại một cái đoạn kết nha. Thì thu hoạch cua của em được quay sát lại con. Đây được một thao bên đây, em đang chối nè. Còn bên đây còn bao nhiêu đây nha. Hiện tại ở ngoài trời mưa rất là nhiều nha các chú anh chị. Các chú anh chị mình xem video cảm thấy hay thấy thích thì vui lòng ủng hộ cho em xin một like và một lượt chia sẻ nha. Dạ vợ chồng em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi trời em sẽ mưa từ hồi sáng tới giờ không tạnh luôn cả nhà ơi. Thì nói chung em cũng cố gắng em ra video thôi cả nhà chứ lúc này hầu như trời giông bão á, mưa suốt hết trơn à. Cũng có quay nhiều clip mà đi thăm đập cua nữa. Thì cả nhà mình có thích thì mình bấm cho mình xem nha. Những cảnh thăm đập cua một cái gặp dở lên dính 2-3 con, 3-4 con mình thấy rất là hấp dẫn nha cả nhà. Thì cua tôm ở đây thì em cũng bắt theo hàng bữa nha. Ngày nào hầu như ngày nào cũng có, không nhiều là cũng ít. Còn mấy con nữa à. Chớ cũng sắp xong rồi. Không có đi quay được thì dù cho mưa gió cỡ nào hai chồng em cũng phải tranh thủ ra những video hết trơn cả nhà ơi. Và hôm nay hai chồng em được cũng đầy một tàu cua. Hôm nay về được gì cũng mừng lắm rồi chú anh chị đây. Thì hôm nay em chia sẻ tới đây nha. Giờ em hẹn gặp lại cùng chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.